bạn muốn lắng nghe em hát tiếp. Như vậy là em đã thành công rồi. Đó là một sự khích lệ dành cho Thanh Tùng đúng không? Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Tiếp nối nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, Phương Hiếu muốn hỏi là anh Mạnh Quỳnh có món quà lễ tình nhân nào cho chị Phi Nhung chưa? Mà hai đứa lúc đang set up cảnh Phi Nhung nói thôi kệ nó, giờ ông cứ bay nhảy em cứ thoải mái đi, chừng về già tôi với ông hai đứa mình kết hợp lại thành hai vợ chồng vàng. Hai vợ chồng vàng. Đừng có nói làm thiệt chắc chết đó. Thôi chú vui thôi. Anh Quỳnh chào Thanh Tùng. Tặng cho chú cái gì chưa? Chuyện đó tính sao? Chuyện đó tính sao? Bữa nay em hát rất là tốt, hát hay lắm. Nhưng mà đối với anh, em xuống chút xíu tông nó hơi bị cao quá. Em ca anh cảm thấy mệt. Đối với anh là bài này anh chỉ hát có là si thôi. Còn em anh nghe là như là rê hay là đô thang. Dạ, hát đô thang. Đô thang hết chưa? Đúng rồi. Đô thang cao lắm. Bạn hát tới chứ không phải là không, không tới không. Nhưng mà cái này nó chưa có đủ hơi để nó tiết tấu theo. Chứ nó lên là lên cao chứ không phải biết là... Biết rồi, nhưng mà nó lên cao nó bị mệt lắm. Đúng là tại vì nó vô nó không chịu thở mà nó lấy hơi nó hát. Giống như Hồ Văn Cường nhà mình vậy đó. Coi như là hát, chỗ này con lấy hơi nha. Là nó không lấy hơi, nó đi luôn, cái bắt đầu cái nó đi giữa chừng cái nó bị đứt. Đô thăng là hơi bị cao, anh nghe dưới đây anh nghe nó bị dối. Nếu... Đối với anh ca không nổi câu đó đâu. Nếu ngày ấy mình đừng quên nhau thì... Anh sao ca nổi nữa? Trời ơi, những cải lương mà tôi ca thế tới cải lương khác. Mà bây giờ con ca cái câu lên cao, được khúc lên cao đi. Và con lấy hơi đàng hoàng cho con Nhung coi thử coi nó sao. Nếu ngày ấy mình đừng quên nhau thì ngày đấy có đau buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đâu. Ủa nó lên cao như easy. Nhưng mà rất nãy là nó dễ dàng. Nãy nó cao cái nãy đã nói là nó hấp tấp không có chịu vô lại. Không anh em, em nghe cái câu của Sơn hát có đau buồn đau là sai đúng không? Có đau buồn đau thì ngày đấy có đau buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đâu. Mà em nghe hai chữ nó giống nhau hết, nó khác nhau, một cái có vô ớ vậy không? Không? Hát lại thử coi đi. Thì ngày đấy có đâu buồn đâu. Thấy chưa? Rồi, cái này phải học thêm. Ok, học thêm. Thêm rất là nhiều. Tụi hai đứa tụi em mà có dịp thì song ca sẽ là rất là đẹp đôi á. Nhìn có nét rất là dễ thương. Cảm ơn bà giám khảo, bây giờ lắng nghe một người. Mẹ ngồi đây. Chết con à rồi mẹ ngồi đây. Chết con rồi y nguyên ơi. Bài này tự nhiên hai vị giám khảo hát cái câu đó nhỏ hồi hộp, làm nhỏ hồi hộp thật ra nhỏ cho, hồi hộp à. Dạ cho Hiếu nói trước là tại vì riêng bản thân Hiếu cảm thấy cái sự tiến bộ vượt bậc của Y Nguyên mà ngày hôm nay hoàn toàn có sự luyện tập và tính toán, chứng tỏ rằng là một sự tiến bộ cực kỳ vượt bậc của Y Nguyên và vượt ngoài những cái khả năng chuyên môn, có những cái yếu tố kỹ thuật mà chúng ta cần phải soi xét trên cương vị giám khảo. Thì Hiếu nghĩ rằng là phần nào đã có những cảm xúc chân thật mang đến cho khán giả với hai tác phẩm rất là hay, đó chính là Đèn Khuya, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương quá hay rồi, và với một bài mới đó chính là Mẹ ơi mai con về của nhạc sĩ Trương Hoàng Nhất. Vâng, và bây giờ thì sẵn sàng lắng nghe búa rìu dư luận. Hiếu mời ban giám khảo ạ. Đây. Hiếu mới biết một tin hành lang chính là anh Mạnh Quỳnh kêu lô tô cũng dữ lắm nha. Rất là bất ngờ đó. Anh Mạnh Quỳnh biết vì sao không ạ? Tại vì Đài truyền hình Vĩnh Long đang phát chương trình Lô Tô Show. Được hưởng ứng rất là nồng nhiệt, đặc biệt là trong dịp Tết này nó hết sức là thú vị. Và có đoàn Sài Gòn Tân Thời của Long Quốc Khải dự thi nữa. Anh có thể dành một món quà dành tặng cho khán giả của Đài truyền hình Vĩnh Long không ạ? Và khán giả miền Tây rất thích Lô Tô đó ạ. Mấy gì ra rồi cờ ra con, mấy con mấy gì ra, mấy gì ra. Lóc cóc len keng con dưỡng bồng, con lên non mà hai trai, con gái chưa chồng, mùa đông lạnh lẽo, đêm nằm thấp thẻo thật là khổ tâm. 35. Dạ mà không lẽ anh Mạnh cũng được lắm không à. Lẽ anh Mạnh Quỳnh kêu lô tô vậy mà chị Phi Nhung chịu thua. Cái
nhà em dột cái bột mà em xiên. Em nương thở nhiều làm cho thật tốt. Là con thấm mươi con mốt. Mốt rồi nó ra mà con mấy con gì nó ra đây. Cô kia má đỏ hồng hồng. Cô chưa biết chữ nên chồng cô chê. Cô về cô học AB. Bổ túc văn quá cô trở về tham gia. Tám cái mười còn ba. Quá tuyệt. Nếu mà mình có cái cơ thể thì mình cho cái màu tím này vô thẳng chung kết luôn. Wow. Anh Quân à? Em nè, một chuyện lạ rơi trong lành không sao. Tim của Mạnh Quỳnh là trái tim trái lựu. Nó nhiều ngăn. Nó nhiều ngăn lắm. Chính xác. Em đây nè, em mạnh mẽ lắm nên em không bị dính. Bị dính. Bị dính đó. Chứ không là em bị chết với Mạnh Quỳnh rồi. Thấy hơi lạ ha, sao mà toàn 27 tuổi không vậy ta, 92, 93 không vậy hả? Thì cái cỡ đó được rồi. Hồi xưa mình đi hát là mình mới có mười mấy tuổi, 19, 18, 19 tuổi. Cái tuổi chín mùi của Phi Nhung là cũng là 26, 27. Dạ. Nhung mới có cái tên tuổi Phi Nhung. Vâng. Nghĩ đi, tôi là với cái gì với ông? Hả? Tôi với ông hát bao nhiêu năm trời, ông không khen tôi một con gái, một cô gái miền núi, miền Tây Nguyên, rất là thầm thà, ngay thẳng. Nhưng mà ông chưa bao giờ khen. Ủa, Nhĩ Nhung á, không có gì mà chúng ta không biết nhau, ok. Nhưng mà tôi mình cần đã sự cãi khen tất cả rồi, ok. Không, nhưng mà biết là biết, nhưng mà đôi lúc vợ chồng nhớ giống như vợ chồng nha. Đôi lúc cũng phải, ô bữa nay em đẹp quá. Làm bộ nhưng mà ô bữa nay em đẹp quá. Vợ tôi với ông biết nhiều quá rồi thì lâu lâu ông cũng phải khen là muốn nghe. Nhung ơi, Nhung mình thấy Nhung đẹp quá. Không bao giờ khen. Nhung người Tây Nguyên đúng không? Người Pleiku đúng không? Em Pleiku má đỏ môi hồng. Cũng không nói luôn. Chị tức chứ. Đang cái tim không là cái chế lự. Để đó phải bù đắp anh Quỳnh nha. Phải bù đắp. Cảm ơn rất nhiều ban giám khảo. Con người có tổ có tâm. Như cây có cội, như sông có nguồn. Ta đi xem để thấy những gì yêu dấu Việt Nam trên quê hương. Đồng ruộng bao la, tình là tình làng cây đa. Thương tiếng ru ai bùi ngùi, rót trên đất bụi phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò này vắng người xưa. Nghe xa xa tiếng hát thoáng buồn vây quanh lính dừa. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình hồng trò đẹp như mơ. Ôi khói lam ban chiều là biểu thương tuyệt vời mến yêu. Nước đang lớn chim bim bim về, nhắn ai bước đi trọn lời thề. Lòng ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Nhịp cầu tre lắc lèo bờ ao, hàng dừa xanh gió chiều lao sao. Hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Còn dùn đồng còn quê hương, còn giọng hò còn yêu thương. Xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi. Kính thưa quý vị, chúng ta không chỉ đến đây để tìm ra quán quân mà chúng ta còn thăng hoa cùng với âm nhạc để ngợi ca quê hương. Câu ca dao trên lúa 4.000 năm hơn vẫn còn. Còn ruộng đồng, còn quê hương, còn giọng hò, còn yêu thương. Còn gì hạnh phúc hơn nữa khi chúng ta còn tình yêu thương và chúng ta cùng sống dưới một mái nhà để vang lên khúc ca ngày mùa.
tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bên lâu, suốt đời tình thắm sâu. Rồi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khói nhưng rồi lại thôi. Gió trôi hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi ấm, cắt ngay trong lòng chỉ thấy rằng mình mơ pháo hồng đêm tiến đưa. Lá thu chập rơi từng lá nghe buồn buồn, mong thấy ai tìm về mở rộng vòng tay đón em. Nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ quay hình không có đẹp. Kệ nó, lỡ ôm rồi. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi ấm, tắt ngay trong lòng chỉ thấy thì không. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho thôi. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho thôi. Mở rộng vòng tay đón Phi Nhung nhưng nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ em cảm ơn ban giám khảo ạ.
Chàng treo tuốt trên cao, ánh sao trên buồn ngọt ấy lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương tao đó. Em theo anh đi về, về quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xôn xao chào đón. Với chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, 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 quê hương tao ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trong thành, ôi gió mát trong thành, tình ta như sóng như con thuyền tình. Em thấy không em, 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 quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mát hoa thơm, ôi gió mát tràn thành, tình ta như sóng du con thuyền tình. Em xin theo anh về, về quê hương ta sống. Em xin theo anh về, về quê hương mặn nồng. Đường tre cứng hát thơm hoa, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, có em theo anh vào nhà. Hãy yêu tới bây giờ, đừng để ngày mai đến lúc tôi xa đường. Đừng để ngày mai có khi tôi phải ra đi. Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ. Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng để ngày mai đến khi tôi thành mây khói. Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa lìa. Nếu có bao dung, yeah, thì hãy bao dung bây giờ. Oh yeah. Đừng đợi ngày mai, lúc mắt tôi khép lại. Đừng đợi ngày mai, biết đâu tôi thành mây khói. Cát bụi làm sao ta lối cùng người. Rồi ra mà nỗi đau, nghẹn ngào bao nỗi vui. Rồi ra mà nỗi đau. Gặp gỡ với ba thành viên ban giám khảo của chương trình: ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Dương Triệu Vũ, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh.
Giang là nỗi lòng của nhạc sĩ Thanh Sơn về một mối tình dang dở với một người con gái ông gặp ở Đà Lạt. Hình ảnh của thành phố ngàn thôn, nơi chôn sâu cuộc tình đẹp đẽ ấy, được nhạc sĩ miêu tả một cách rất thơ trong câu: những đêm sương lạnh, nghe trái sầu rớt vào tim. Tuy là một mối tình ngắn ngủi, nhưng lại là một mối tình để lại trong ông nhiều khắc khoải, tâm sự nhất, và cũng là một mối tình mang biết bao rầy rứt tuyệt vọng. Ca khúc ra đời vào năm 1967, được thể hiện lần đầu qua tiếng hát của ca sĩ Trúc Ly. Sau đó, hầu hết các nữ ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc Bolero đều từng thể hiện ca khúc này. Ngay sau đây sẽ là phần trình diễn của nữ thí sinh 16 tuổi Thiên Ngân, thí sinh nhỏ nhất của vòng chung kết solo cùng Bolero năm nay, sở hữu chất giọng thanh thoát, trong trẻo, và đó chính là ưu thế của Thiên Ngân khi thể hiện danh tác này. Quá khứ trượt lên nét suy tư, bao năm thầm kín chót thương ta áo tím, những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim, thương rất nhiều mái tóc xòa bờ vai. Lòng vẫn u hoài thấy chuyện tình đổi thay, đời ai biết được ai, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm ngơ.
sao khó tìm quên, xa nhau thì nhớ lúc đêm gần sao xuyên, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Thôi thì bây giờ mời chị Phi Dung sẽ là người cất lên lời nhận xét đầu tiên để xem là khán giả đang chờ đợi chị nhìn nhận gì về sự tiến bộ này của Thiên Ngân. Mời chị. Thật sự ra là chị thấy em tiến bộ đó. Chị thấy em tiến bộ mà chị muốn hỏi em là ai tập cho em bài này vậy? Dạ, dạ thưa chị, dạ là ngoại giao linh tập. Trời, tới ngoại giao linh luôn á hả? Tại sao chị em không kêu chị tập mà em kêu tới một ngoại giao linh vậy? Trong lúc mà ngoại giao linh tập cho em á thì ngoại giao linh có nói là em hát giống chị lúc nhỏ. Cũng có một chút xíu. Nhưng mà hồi nhỏ thì so ra với cái tuổi của em với chị thì như là em hát hay hơn chị hồi nhỏ. Em hát hay hơn chị hồi nhỏ. Với lại em hát em còn sai lỗi chính tả quá. Cái gì nhớ, nhớ thương chứ nhớ, nhớ, nhớ lại gì. Cái tuổi của con còn nhỏ như vậy mà con hát như vậy thì nói chung là để công bằng thì là nghe rất là dễ chịu. Cảm ơn má Vô Linh đã dạy cho con. Con biết yêu nghề, con đi tìm bậc tiền bối để mà con học hỏi như vậy là mẹ thật sự một cách rất là ngạc nhiên. Khi mà em tập với là ngoại giao linh thì ngoại cũng không có nhiều đòi hỏi về giọng hát của em. Tại vì ngoại muốn là em hát thật là thoải mái với cái cách hát của em. Ngoại rất là tận tình giúp đỡ cho em. Dù là ngoại có bận hay ngoại cũng cố gắng sắp xếp để chỉ dạy cho em. Và con diễn thì cũng đừng có đưa cái mặt buồn quá. Không phải là buồn hết, đem hết cái nỗi buồn của mình lên trên sân khấu. Mà mình buồn từ trong tâm, trong tim của mình. Con lên mà con diễn, con buồn cái kiểu đó được. Người ta coi, người ta mệt lắm. Rồi, bây giờ mời chú Minh nhận xét cho cháu Thiên Ngân nè. Cái việc quan trọng nhất của Thiên Ngân là phải luyện cái giọng mình cho nó khỏe hơn. Tại vì sao? Với cái tuổi của con thì con đang cái tuổi lớn. Để muốn xuống một cái câu hay lên cao thì phải có một cái làn hơi. Giọng của con vẫn là sương khói thôi, nó nhiều lúc nó hơi mỏng manh, nó dễ thương mà nó rất là hợp với bolero. Nhưng mà để mà đi xa giống như mẹ để là cần một cái lực rất là lớn. Chú nghĩ là con có một cái hay mà chú thấy như vậy nè. Con có một cái cảm rất là tốt. Con đi vô cái ghế, con đụng vô cái ghế, con cầm quyển sách, con đưa cái tay, đều có cảm nhận. Cái đó rất là quan trọng một người nghệ sĩ. Ngoài cái giọng hát là đương nhiên rồi, thì cái cảm nhận đó rất là quan trọng. Con chỉ tiết chế lại một chút xíu ở khuôn mặt như mẹ nói thôi. Còn tất cả những cái mà con diễn á, chú lại thấy thích. Tại vì cái nét của con, cái nét hiền, chú thấy là con phải về luyện tiếp cái lực. Cái đó là việc đầu tiên. Với cái giọng hát này mà đã có lực vô rồi thì con sẽ biết được phân bố chỗ nào muốn cái gì trong tầm tay của con. Nhưng cái đó phải có thời gian. Vẫn phải hỏi con là con thích màu gì. Dạ con thích màu hồng. Cái màu hồng là quá đúng với con đúng không? Cái màu hồng là nói về những cái gì mộng mơ bay bổng tuổi thần tiên á. Bài hát tên là Trả Lại Thời Gian. Thì chúng ta phải nhớ ở trong đó có những câu rất là hay. Thời gian có ngừng đây bao giờ. Nên chú muốn nhắn nhở với con đang có rất là nhiều điều kiện. Thì con nhớ là thời gian sẽ không ngừng lại. Nên mình phải trân quý cái thời gian mình đang có. Nếu được thêm một cái màu cho con, chính là màu thời gian. Con cần thêm trải nghiệm. Đối với em, những lời nhận xét của ban giám khảo thì đó vừa là những lời khích lệ và cũng là một phần nào đó áp lực để cho em có thể làm tốt hơn, chỉnh sửa được cái giọng hát của em lại. Hồi đó đã còn chút xíu à, cái đi thi bolero, thi cùng đàn anh đàn chị, xong rồi cho bà rớt, cái bà khóc. Đối với cô, con còn rất nhiều để mà con phải học hỏi. Tại mấy anh chị đi trước thì đã lớn tuổi, còn con là có rất là nhiều cơ hội. Con phải làm sao cô chấp nhận, khi cô nói con, cô chấp nhận là con sẽ thành ca sĩ thật sự và nổi tiếng luôn. Không chữa xuống.
Kêu nó con đi xuống đi, không chịu xuống. Cái lúc đó là màu hồng nó còn đậm đó. Nó không chịu xuống, không, con muốn đậu. Mẹ em lên, ok rồi, nhận làm con rồi, mới chỉ dẫn từ từ cho con nha. Chứ con không có cạnh tranh được các chú, các anh đâu nha. Con chưa có yêu sao con hát bolero được. Lúc đó mới chịu đó, không có đứng im trên sân khấu luôn. So với cái tuổi 16 mà con hát được như vậy thì đối với chú là một cái sự chín chắn trong cái giọng hát rất là tốt so với cái lứa tuổi con 16 bây giờ. Hôm nay thì con hát tiến bộ hơn cái tập trước. Tuy nhiên cái bài Trải Dài Thời Gian này thì theo chú nghĩ là con hát lên nhẹ nhàng chút xíu nữa, đừng có bị quá buồn. Con hát bị buồn quá nó bị lê thê, con chú cần con ca thánh thoát chút xíu. Xin trả lại như được, xin trả lại thì chứ nó bị nặng nề mà nguyên một bài nữa thì chết. Với lại cái chữ gian hàng như con luyến mấy chữ mà như cái gì thấy lòng buồn vu vơ, thật lòng buồn vu vơ, đừng có vu vơ con luyến gì, chữ đó nó bị nặng lắm. Với lại cái đoạn cuối á, ôm kỷ niệm chẳng, chứ muốn con ca nhẹ nhàng chứ, ôm kỷ niệm chẳng đưa lời thở than, một tâm khúc cho người thương, cho tiếng đàn đó. Thành thử chú cần con hát thánh thoát nhẹ nhàng chút xíu nữa, đừng có buồn. Nhưng mà bữa nay thì con ca rất là chuẩn, dòng này thì con tốt rất là nhiều hơn những dòng rồi. Trước khi mà trò chuyện với Thiên Ngân thì cho em đứng lên, em xin được thay mặt khán giả xem đài cũng như là chính bản thân em là một người mà ngồi cái vị trí này thì em xin rất là cảm ơn chương trình khi mà mỗi cái bài hát mình có một cái đoạn clip ngắn ở phía trước để nói lên được cái hoàn cảnh ra đời của cái bài hát đó. Và hồi nãy chị Phi Nhung hỏi là Ngân ơi con yêu chưa dậy mà sao con có thể hát được như vậy, thì em nghĩ rằng là một phần là nhờ cái clip mình bạn tìm hiểu được ở phía trước đó và được ngoại giao Linh truyền đạt được những cái kinh nghiệm trước của ngoại, thì ngày hôm nay Thiên Ngân với chị em đã làm tốt hơn một